Nay cu tí thở dài luôn trời. Có chuyện gì à? Buồn quá anh Sen. Em đã lớn rồi mà suốt ngày cho em chửi em hoài à. Mà mỗi lần chửi nhà là một tiếng đồng hồ. Giờ phải làm sao cho ổng hết chửi đi anh Sen. Nè, cầm cái chai này về. Mỗi lần ông chửi em nha, em ngậm vô miệng. Nhớ là ngậm nha, không được nuốt. Hả? Anh Sen, cho anh kẹo nè. Nhờ có loại nước hôm trước anh cho mà cho em không có chửi lâu nữa, chửi mấy câu thôi à. Mà loại nước đó là nước thần gì mà linh dữ anh Sen? Nước thần gì đâu, nước lã thôi à. Ý anh muốn nói với em á là mỗi lần cha em chửi thì ngậm cái miệng lại, đừng có cãi.